Đối với trẻ mà phải ăn sữa ngoài, vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần cho trẻ ăn. Còn đối với những trẻ mà được bú mẹ thì vệ sinh cho cháu 1 đến 2 lần một ngày về răng miệng để tránh những cái cặn sữa bám vào hoặc có thể gây tưa lưỡi, gây nấm lưỡi miệng.